Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay loa cho con iPhone X. Thì cái con iPhone này nó có hiện tượng là cái loa trong nghe ha, nhưng mà loa ngoài ở một phía trên thì nó nghe rõ, nhưng mà phía dưới nó nghe rất nhỏ và nó rè. Thì để mà kiểm tra ở đây, các bạn có thể vô phần cài đặt âm thanh nè. Rồi mình vô phần nhạc chuông á, đó các bạn nghe cái phần phía trên á thì loa ok ha, nhưng mà đặc biệt là cái loa phần phía dưới này nó không có ra âm thanh. Cái cách kiểm chỉnh thứ hai á, các bạn có thể vô các bạn gọi 900 nè. Đó, ở đây mình kiểm tra loa trong ok ha, bật loa ngoài, nhưng mà cái loa bên dưới nó cũng không ra loa. Rồi như vậy là mình xác định được là nguyên nhân cái loa phía dưới nó nghe nhỏ và rè là nó bị hư loa. Bây giờ mình tiến hành mình thay loa. Gặp những trường hợp này các bạn có thể tự thay ở nhà được nha. Rồi mình sẽ tắt nguồn đi. Các bạn bấm nút nguồn và nút volume lên đó, mình tiến hành mình trượt, mình tắt nguồn. Các bạn chuẩn bị cho mình một số con bút đó, như cái đây là bút sao, bút năm cạnh nè, rồi bút ba chấu ha, và một cái bút ba ke nhỏ nhỏ. Trước tiên mình tháo hai ốc đít này. Mình lấy bút năm cạnh ha, mình mở ra. Nói chung thầy cái chuông này cũng khá dễ, không vấn đề gì hết. Rồi ở đây mình sẽ dùng, mình sẽ sấy nóng sơ trước nha. Sấy cho cái keo hai mặt của nó, của cái iPhone này nó mềm ra một xíu để mình tháo cho nó dễ. Rồi mình sờ thấy ấm rồi, ở đây mình dùng một cục hít nữa. Rồi mình sẽ kéo nhíp nhẹ lên nha. Thì các bạn có thể dùng lưỡi lam nè, các bạn gài vô cái phần kẽ hở ở đây. Còn ở đây mình thử kéo nhẹ lên coi nè, mình nhíp đó. Mình thấy khoảng hở nè, mình lấy cái móng tay á, mình luồn vô trong ha, mình sẽ đẩy. Mình sẽ rê nhẹ, đẩy thành cái đường của nó. Nó nhích ra là nè. Mình cứ kéo hai bên cạnh của nó luôn. Ở trường hợp mà nó cứng quá, mình tiếp tục mình sấy ha. Ok. Rồi. Ở đây mình có lấy móng tay nhé, mình lùa nè, mình kéo. Như vậy mình đã tháo được cái phần màn hình
của con iPhone X này ra này. Cái phần cáp màn hình đó, cáp cảm ứng với phần Face ID ở trên đó, là cáp chuông ở trên đó, thì nó nằm ở bên tay phải của mình ha. Thì mình sẽ lật cái màn hình lên. Các bạn làm nhẹ tay thôi nha, nó đứt cáp Face ID dễ bị đứt lắm nha. Đó, như đây nè, mình sẽ lật cái mặt hình rồi. Ở đây thứ nhất các bạn nhìn thấy cho mình là bên trong của nó là có hai cục pin ha, thì cái socket pin nằm ở dưới này, và cái phần mà chuông mình thay thế nằm ở vị trí này nha. Rồi, tất cả vị trí ốc này là cái ốc ba cạnh, ốc sao. Mình lấy cái vít ba cạnh á, mình mở hết ốc ra. Ở đây mình quan sát thấy là sẽ có 5 con ốc. Thì các bạn mở hết ốc vô cho mình. Rồi để cho tránh lộn ốc á, mình có một cái khay đây ha. Mình để cho đúng từng khay từng khay. Tí mình ráp cho dễ nha. Còn các bạn bên ngoài á, nó có mua bán một số cái mà giấy tờ á, hoặc là cái phần mà cái khay mà nó có cái phần 500 dưới á, các bạn nó có từng ô á, thì mình mua về mình để cho nó cố định cũng được ha. Đó. Ốc ở vị trí nào á, thì mình ra vị trí đó cho nó dễ, tránh bị lộn ốc. Tại vì iPhone nó có rất nhiều ốc ha. Rồi ốc to, ốc nhỏ, ốc dài, ốc ngắn khác nhau. Rồi ngay phần cáp này nè. Đây cáp loa trong ha, và cái phần Face ID á, có IC Face ID ở đây. Các bạn lấy cái nhíp cong á, các bạn nhíp cái siêu này ra. Đây cái phần ốc nó nằm ở đây nè. Mình để cho đúng vị trí luôn. Thì đây á, một cái siêu của nó là nó sẽ có 5 con ốc ha. Đó, mình sẽ đánh dấu từ số 1 đến số 5 đây. Ốc ra vị trí nào mình cho từng khay trước. Rồi cái vấn đề tiếp theo á là các bạn đầu tiên trước khi mà các bạn sửa chữa thì các bạn cứ tháo cái socket pin ra hết cho mình. Đây socket pin nó nằm ở đây. Lấy nhíp á, mình nhích nhẹ. Các bạn dùng cái mũi nhíp cong á, các bạn nhích để như mình. Đó. Đây. Có một cục pin nào. Rồi tiếp theo á, ở đây là cáp cảm ứng ha. Đây nè, cảm ứng gắn liền với cái màn hình LCD nè. Thì mình sẽ nhích luôn. Nó chìm ở phía dưới ha. Đó. Đây. Tách ra, tiếp theo là mình tách ra socket màn hình luôn. Các bạn lưu ý nha, các bạn giữ chặt cái màn hình thôi, nó làm bị lần đứt cáp á, âm thanh cáp Face ID á. Rồi cái phần socket cuối cùng đây là cái phần nó nối với cái loa trên, thì đây mình đó, mình đã tách được cái phần màn hình và cái phần mainboard.
Rồi mình sẽ thao tác phần mấy phần socket pin đó, hai bên đây á mình đã tháo ra rồi. Là các bạn quan sát cho mình từng vị trí ốc bên đây nè. Cái góc này á có hai ốc ha, cái góc này có hai ốc là bốn ốc. Rồi cái phần giữa của nó nè, ở đây có ba con ốc ha, thì mình sẽ tháo hết. Các bạn lưu ý cho mình á, có một số ốc á nó sẽ là bít ba ke, bốn cái ốc nó dùng cái bít ba cạnh ha, thì mình nhìn cái ốc á mình sẽ mở ra tương ứng. Như đây nè, góc này á thì mình thấy ở đây có bít ba cạnh nè, mình mở ra luôn. Mấy cái siêu này á các bạn giữ lại ha. Đó, những cái góc này á mình sẽ để cái vào khay tương ứng. Rồi ở đây mình thấy là cái vít ba ke bốn cạnh, mình mở luôn. Hai này cùng một hàng á thì mình để chung một khay. Nói chung á các bạn làm cách nào á để cho nó nhớ ốc của mình ha, đừng để thất lạc là được, đừng để nó lộn. Tí nữa mình ráp lại cho nó dễ dàng. Ốc ở vị trí nào á mình gắn đúng vị trí đó. Rồi hai ốc cuối cùng bên đây á mình thấy là ốc bốn cạnh ha, thì mình lấy cái vít ba ke nhỏ mình tháo ra hết. Phía trên á, góc này á là ốc dài nha, cái chân răng của nó dài hơn ha. Còn phía dưới của nó mình thấy là ốc nhỏ, ốc ngắn. Rồi mình tháo ra luôn. Đây mình đã tách được cái phần siêu. Các bạn lưu ý á, chỗ này nó có một cái socket ha, đây nè. Rồi mình lấy nhíp á mình bẫy lên đây. Tí nữa mình sẽ gắn lại cái phần socket này trên cái phần bo sạc ở dưới nè. Ở dưới có một cái bo sạc ha, hoặc là cái cáp sạc á dưới nè. Rồi để mà tháo cái phần chuông này ra, ở đây mình xác định đây nó có một con ốc nữa, ốc giữ này, cái giữ chỗ này á là cái phần socket của nó, mình tháo luôn. Ở đây là cái ốc ba cạnh ha. Rồi các bạn vừa tháo ốc mà vừa tháo cái siêu của nó nè. Đây là phần socket nó nối với chuông, mình bẫy lên luôn nha, tách ra. Đó, như vậy á, mình đã tháo được cái chuông ra rồi nè. Một mặt khác á, là các bạn lưu ý là cái chỗ này á là nó sẽ băng, có băng dính hai mặt ha, nó nối với cái phần chuông và cái phần sườn máy á. Thì ở đây mình lưu ý cho các bạn để mà giữ nguyên, tại vì mình khi mình tháo ra, đối với những cái máy zin á thì cái phần băng dính hai mặt này á nó dễ bị bung, bị quéo lại ha, bị, nói chung là bị giãn ra. Thì đây mình sẽ dùng cái máy sấy tóc á, mình sấy cho nó mềm đó, để mình sẽ tận dụng lại cái băng dính hai mặt khi mà mình mua chuông và mình gắn vô thôi, mình không cần phải thay cái băng dính hai mặt này. Đó, mình chỉ cần sấy nóng thôi. Rồi các bạn bẫy lên cho mình ha. Nhớ gỡ socket ra trước nha. Đó, đây là phần chuông. Mình sẽ tiến hành mình mua vô nha. Đó, cái phần băng dính hai mặt của mình á
nó vẫn còn nguyên nha. Thì nếu mà trường hợp mà nó không được thẳng á, thì chỉnh sửa lại, đẩy đẩy vô ha. Như vậy đây là cách mà mình tận dụng lại cái băng dính hai mặt của nó. Ở đây các bạn có thể, nếu trường hợp mà nó bụi á, bám vào đây á, thì các bạn tiến hành mình vệ sinh lại mấy cái lỗ này nè, lỗ thoát ra chuông á, vệ sinh lại hết ha. Một cái chuông của nó sẽ đi ra hai chân, mà ở đây là có socket, rồi socket đây á nó sẽ nối vào cái phần cáp ở đây nè để nó đưa lên bao mạch ha. Rồi mình ở đây mình chỉ việc là mình ra ngoài cửa hàng á, mình mua lại đúng cái chuông của nó là ok. Rồi sau khi mình đi mua cái chuông mới á, chuông này chuông linh kiện ha, thì so với những cái chuông thang máy á, thì nó cũng 1 9 1 10, nói chung cũng khá tốt ha. Nhưng mà tất nhiên là chắc chắn là điều một điều là cái chuông linh kiện nó không tốt bằng cái chuông zin của nó. Rồi mình tiến hành mình gắn cái chuông mới vô nè, các bạn mới chỉnh sửa lại cái phần mà băng dính hai mặt ha, cho nó đừng có bị cong hoặc bị lệch đó. Khi mà nó bằng phẳng nhỉ, rồi mình nhấn cái chuông vô cái phần lỗ thoát âm thanh ra, nhét xuống. Mình lấy cái đầu nhíp cong á, mình đẩy cái phần socket nè đó, còn thả cái chuông vô. Tiếp theo đó các ấn cái chuông nè cho nó sát tiếp xúc với cái phần mà băng dính hai mặt á. Rồi mình đây mình lấy cái nhíp ha, hoặc là cái đầu vít á đó, các bạn gài nhấn nhẹ nhẹ xuống, vậy là ok, khá dễ đó. Mình ấn sao cho hai socket cái chuông và cái socket cái cáp á nó dính vào trong, đó ok. Rồi ở đây mình sẽ gài cái phần siêu hôm nãy. Nhấn cái phần siêu cho nó giữ chặt cái phần chuông này nha, không bị xê xích. Ở đây là mình có cái ốc ba cạnh. Rồi mình quặn vô đó, mình gắn cho vừa tay ha. Đây là cái phần siêu nó chặn được cái cáp của cái loa. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn luôn cái phần siêu với, ở đây mình ráp cái phần mà socket trước đó, các bạn đặt đúng vị trí rồi mình lấy cái đầu cái vít đó, rồi các bạn ấn xuống là xong, khá dễ. Ở khi mà hai socket nó tiếp xúc với nhau á, rồi ở đây mình chỉ cần siết ốc thôi. Thì tất cả những vị trí ốc lúc đầu á, ở đây nè, phần góc này là cái phần ốc ba ke, ốc bốn cạnh mình ráp trước. Rồi mình ráp chéo nha, mình ráp thêm con ốc ở đây nữa cho nó định vị vậy. Đây các bạn nhớ siết cho đủ ốc,
Ngay góc phía này là ốc ngắn ha, còn ở trên đây ốc dài. Rồi ráp hết ốc vô luôn nha. Nói chung khá dễ, các bạn chỉ việc mà mua cái chuông á. Sau khi các bạn xem clip của mình á thì các bạn tự thay được nha. Đó, các bạn siết đầy đủ hết ốc vô. Rồi tiếp theo á mình sẽ gắn cái màn hình vô ha. Mình nhắc lại các bạn chú ý cho mình á, cái cáp loa ở trên á nó dính với Face ID ha. Nếu mà các bạn đã bị đứt á, mình phải thay cái cáp mới, đồng thời mình sàn nó IC Face ID qua luôn. Nó mới nhận dạng được khuôn mặt ha. Rồi ở đây mình tiến hành mình gài cái socket màn hình trước. Mình lấy tay mình nhấn dưới xuống thôi. Rồi tiếp theo là socket cảm ứng ha. Nó hơi nè. Cái socket cảm ứng nó hơi thấp xuống thì mình lấy cái tay, một cái ngón tay mình nhấn vô đây, vậy tay chỏ mình nhấn vô. Đó, mình vừa ấn mình giữ nè, một cái tay mình ấn cáp xuống, rồi ngón tay mình nhấn vô đây nè. Vậy là xong ha. Đó, đây là phần cảm ứng. Rồi, tiếp theo mình gắn cái cáp âm thanh vào Face ID. Cẩn thận nha, mình làm cẩn thận. Đó. Thôi nói đứt cáp là cũng mệt à. Cuối cùng thì mình gắn cáp pin vô. Sau cáp pin là cuối cùng. Rồi đến này mình tiến hành mình test máy ha. Đây còn cái seal nữa nè. Mình test máy trước khi mình gắn cái seal này vô. Để cho nó boot lên. Test thử coi cái chuông của mình mới thay nó hoạt động ok không ha. Thì cái vấn đề mà chuông nghe nhỏ nè, hoặc là nó bị rè nè, thì các bạn đảm bảo các bạn là các bạn chỉ cần thay chuông là xong. Ở đây mình nhập mật khẩu vô. Đó, để mà test chuông á thì có hai cách. Thứ nhất là các bạn vô setting phần cài đặt. Rồi, các bạn vô phần âm thanh, mình chỉnh cái nhạc chuông. Đó. Thứ nhất á mình nghe được cái chuông ở trên loa nè. Phía trên và phía dưới luôn nha. Đó. Ở đây mình cảm nhận độ rung của nó. Là cái chuông của mình á ở dưới, phía dưới nó có rồi nha, hoạt động bình thường ha. Chuông ở trên cũng vô tư luôn ha. Như vậy là xong ha. Rồi, cái cách thứ hai các bạn bấm 900 đi. Mình nghe được hai cái loa khi mình mở ra ngoài á, loa trên loa dưới luôn nha. Đó. Cái này là loa trong. Rồi mình mở ra ngoài. Để thay đổi ngôn ngữ. Đó các bạn che đây nè. 93. Để báo mất máy. Che phía trên thì cái loa dưới nó phát ha, nhưng mà nó nghe khá lớn. Như vậy là thành công. Cảm ơn quý khách đó. Đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả. Còn mình che ở dưới á thì cái loa trên nó cũng phát ha. Để kiểm tra như vậy đây là hai loa là ok. Để thay đổi ngôn ngữ, bấm phím 3. Để báo mất máy, bấm phím 4. Rồi tiếp theo mình chỉ cần đặt lại cái seal lúc đầu á. Đặt cho đúng cái lỗ của nó ha. Rồi với cái hay ốc hồi nãy á, nè, mình vặn tương ứng với những ốc mà hồi nãy mình chứa trong khay á, thì ốc dài ở trên đầu nè,
đó, mình siết vừa tay rồi. Các bạn siết con đầu con cuối ha, cho nó đỡ là cho cái siêu của mình á nó thẳng hàng ha. Đây rồi, cái mấy con giữa mình gá thêm sau đó. Cái siêu đầu tiên của mình á là tổng số có 5 con. Sau khi các bạn siết đầy đủ hết ốc của mình đó, rồi đây mình sẽ đóng lại cái màn hình ha. Đây, đây ở trên phần này cái con sensor phi đi á, và các bạn cẩn thận nha, đừng làm cấn bả cái cảm biến như thế này nha. Đây cảm biến màu vàng vàng như này, đó. Ở đây có mấy cái phần ngàm gài á, mình gá cho sát ra, đẩy sát cái màn hình lên thôi. Nói chung gà cũng vậy đây. Mình ở dưới mình đẩy lên là nó đã khít nhau rồi, nó không bị cấn ha. Rồi bắt đầu các bạn thả tay, đẩy nhẹ hai bên, bóp nhẹ hai bên này, xong. Rồi cuối cùng á có hai ốc đuôi á. Ở đây mình lấy cái vít sau năm cạnh á, rồi mình gắn vô. Nói chung á, thay cái này các bạn có thể áp dụng nè, thay màn hình nè, thay pin nè, hoặc thay cáp Face ID. Nói chung là cái quá trình mà sửa chữa cũng khá dễ dàng ha, không có gì phải khó à. Đa phần á, nó bị lỗi chuông á, thì mình mua chuông về mình tự thay cũng được. Đối với trường hợp mà cái phần mà ron hai mặt của nó, cái phần mà ron chống nước á, mà các bạn thấy còn nguyên á thì ok, các bạn không cần lấy nha. Còn nếu mà trường hợp mà nó bị mất á thì mình bắt buộc á là mình phải thay, hoặc là mình lấy cái keo E8000 á mình gắn vô ha. Đây mình thử lại lần nữa. Loa trong, bật loa ngoài, để kiểm tra khá lớn ha. Đây. Mình bật cái phần phát âm phía trên á. Ok. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ. Mà làm video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà thay cái chuông cho con iPhone X ha. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.